Những điều tôi nói nãy giờ chỉ đơn thuần là những lời nói thôi. Ai đến gặp tôi sẽ có chuyện để nói với họ. Nhưng tốt nhất là chẳng nên nói nhiều về những điều này. Việc thực hành quan trọng hơn. Hãy bắt tay vào việc thực hành, đừng chần chờ gì nữa. Tôi chẳng khác nào một người bạn tốt mời bạn đến một nơi nào đó. Đừng do dự nữa, hãy lên đường, bạn sẽ không bao giờ ân hận đâu. Một thiền sinh Zen hỏi A Chàn Cha, sư bao nhiêu tuổi, sư sống ở đây quanh năm suốt tháng phải không? A Chàn Cha trả lời, tôi không sống ở đâu hết. Ông không kiếm ra tôi ở đâu hết. Tôi có tuổi thì phải hiện hữu. Mà nghĩ rằng mình hiện hữu là chuốc lấy rắc rối rồi. Chúng ta không tạo ra vấn đề thì thế giới cũng không có rắc rối. Đừng tạo ra cái tự ngã, chẳng có gì đáng nói thêm nữa hết. Ngài A Chàn Cha sinh năm 1918 trong một ngôi làng phía bắc Thái Lan. Ngài xuất gia Sa Di từ lúc còn nhỏ và trở thành một vị tỳ khưu năm 20 tuổi. Ngài theo truyền thống hạnh đầu đà của các sơn tăng trong nhiều năm, hàng ngày mang mát đi xin, chuyên tâm hành thiền và đi khắp nơi để truyền bá giáo pháp. Ngài A Chàn Cha hành thiền dưới sự chỉ dẫn của nhiều thiền sư danh tiếng, trong đó có Ngài A Chan Mun, một vị thiền sư nổi danh và được kính trọng vào thời bấy giờ. Ngài A Chàn Cha đã chịu ảnh hưởng của Ngài A Chan Mun. Ngài A Chàn Cha là một thiền sư tuyệt diệu. Ngài đã dạy đạo một cách trực tiếp, rõ ràng. Lời dạy của Ngài thật đơn giản. Hãy để sự vật tự nhiên, đừng dính mắc. Hãy xả bỏ tất cả sự vật thế nào. Hãy để y như vậy. Ngài A Chàn Cha viên tịch vào ngày 16 tháng Giêng năm 1992 ở Wat Pa Bong, tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan. Những lời dạy ngắn trong cuốn Chẳng Có Ai Cả được trích từ những bài pháp mà Ngài A Chàn Cha đã dạy cho các Phật tử, nhất là các học trò Tây Phương. Lời văn thật xúc tích, dí dỏm và đi thẳng vào tâm người đọc. Nhận thấy đây là những lời dạy quý báu của một vị thiền sư đầy đủ thẩm quyền và năng lực, nên chúng tôi cố gắng chuyển dịch sang Việt ngữ để chia sẻ đến các bạn, nhất là những bạn suốt ngày bận rộn vì công việc, không có đủ thì giờ để đọc những bài dài hơn. Đây là cẩm nang cho những người tu học. Bạn có thể đem cuốn sách gọn nhỏ này theo mình mỗi khi rảnh rỗi. Chỉ cần dở ra đọc vài câu, bạn sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái, bình an và hạnh phúc. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ công sức vào việc hoàn thành dịch phẩm này. Đại Đức Chân Mỹ, Pháp Luân, Giới Tịnh, Minh Hạnh, Thiện Hiền, các đạo hữu Trần Minh Lợi, Phạm Phú Liện, Từ Sơn, Đặng Trần Vinh, Bình An Son, Nguyễn Đức Quý, Đỗ Văn Học, Diệu Thu và Bội Khanh đã bỏ thì giờ để đọc lại bản thảo sửa chữa câu văn, lỗi chính tả và kỹ thuật. Cuốn sách nhỏ này cũng không thể sớm đến tay độc giả nếu không được sự khuyến khích đóng góp tịnh tài của Như Lai Thiền Viện, Bát Nhã Thiền Viện và các thiền sinh cùng Phật tử bốn phương. Xin tất cả hoan hỷ với phước báu này. Mặc dầu đã cố gắng hết sức, nhưng vì bận tu học và nhiều công tác Phật sự khác nên chúng tôi không đủ thì giờ để sửa chữa thật chu đáo. Do đó bản dịch này chắc chắn có nhiều khiếm khuyết. Chúng tôi thành thật xin các bậc trưởng thượng hoan hỷ chỉ
chỉ điểm cho những chỗ sai lầm và rất hân hoan đón nhận những ý kiến xây dựng của các bạn Phật tử bốn phương để lần tái bạn được hoàn hảo hơn.